Xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Rất vui mừng được gặp lại cả nhà và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay trở lại thăm bẫy trộm tiếp tục các bạn. Mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy rồi. Đầu video cho Thanh Võ bay lòng gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình giải trí cho vui, mình xin mời các bạn. Cũng như thường khi các bạn, trước giờ mình vô thăm cái bẫy đầu tiên, cái mình quay cái đồ nghề cho các bạn xem cái mình đi ha. Để cái máy quay camera ngược, nó có gì thì các bạn thông cảm nha. Mình đi cũng như thường khi các bạn. Đây có cái gọng đựng sắp với mình mang đựng chuột. Mình mang theo một con chuột để làm chuột mồi, coi nó mấy cái bẫy mình đặt mồi chuột nó có chết mình thay vô các bạn. Với một cái bẫy nhỏ xì cua nghe các bạn. Ở trong cái vỏ bên đây thì là chuối. Để mình nghiêng cái máy xuống cái cho các bạn xem nha. Một vỏ chuối. Còn bên đây thì cũng như thường khi nha các bạn. Cái vỏ bên đây là mình mang, cũng có mang theo đồng hành cùng với mình là một con dao đi rừng với mười mấy cái túi lưới nha các bạn. Trong đây là mười mấy cái túi lưới luôn. Và bây giờ bắt đầu mình tiến hành vào thăm cái bẫy đầu tiên ha các bạn. Thì cái bẫy đầu tiên này mình đặt ở trên trên cái đồi này nè các bạn. Cái bẫy khổng lồ nha các bạn. Bẫy mình dính một con hàng khủng ở trên đó các bạn. Mình tới nay mình vẫn còn đánh ở trên đó nha các bạn. Mình lên tới trên đó mình quay tiếp cho các bạn xem ha. Đến gần tới nơi cái mình quay thì mình xin đổi camera lại ha. Xin mời các bạn đi tiếp cùng mình. Rồi mình đến với cái bẫy đầu tiên luôn các bạn. Hôm nay mình không có mang lúa thôi nha các bạn. Mình chỉ mang nước theo thôi. Cử rồi mình cho nó lúa nhiều rồi. Ngay đây mình dính một con hàng khủng nữa các bạn. Để thử coi bữa nay nó có sập nó không nha các bạn. Rồi chớt rồi các bạn ơi. Phải không? Đúng rồi. Bị từ xa mình nhìn thấy cái nắp nó không có sập xuống à. Ló cái nắp ra các bạn. Rồi. Hụt rồi các bạn này. Rồi mình cho. Mình xịt nước cho chuột nó uống. Để rồi mình đi thăm cái khác nha các bạn. Chuột còn luôn phía sau các bạn. Ngồi phía sau. Nó ở đây nó hơi tối nha các bạn. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục mình đến với cái bẫy nhỏ đầu tiên của ngày hôm nay luôn đó các bạn. Nãy thăm cái bẫy lớn hụt rồi các bạn, thấy cái bẫy nhỏ. Ở đây gần đây có cái máy bơm nước nó hơi ồn nha các bạn. Cái này mình mới dời vô trong đây nè các bạn. Đợt rồi mình đặt ở dưới kia mình thấy nó không được im, mình dời lên đây. Hình như là sập rồi các bạn. Rồi sập rồi các bạn ơi. Mình thấy nó nhảy rồi. Con sắp đầu tiên của ngày hôm nay luôn. Nó nhảy lên tinh rồi. Tuyệt vời. Có dính là mừng rồi các bạn ơi. Mở hàng em đầu tiên rồi nè. Rồi, mình coi xử lý em nó ra rồi. Thế mình đi thăm tiếp nha các bạn. Tiếp tục đi thăm tiếp cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có hai cái các bạn. Hôm nay hai cái này mình quyết định rút nó ra dời đi điểm mới luôn các bạn ơi. Thăm mấy cử rồi nó không có chạy. Đây một cái và đầu trên một cái các bạn ơi. Sập rồi các bạn ơi. Rồi con sóc. Tiếp tục lại là một con sóc nữa. Rồi cái bẫy này hôm nay mình quyết định dời nó đi. Trời con này cũng bự các bạn. Hôm nay ở đây không có dính chồn các bạn. Ủa con sóc mà nó bự. Để em chỉnh cái máy lại cho nó hay cho nó gõ các bạn. Cái chài nó dầm bên chuối nó ướt nhẹp luôn các bạn. Ủa nó bự.
lên đầu trên lấy luôn cái trên đi, dời địa điểm mới luôn các bạn, bị này nó nghịch đường rồi các bạn ơi. Rồi mình lên tới cái bẫy đầu trên nữa các bạn. Cái này mình cũng rút luôn nha các bạn, tại vì nghịch đường quá các bạn. Dính đây có hai con, đầu dưới một con, đầu dày một con, thế rồi thôi luôn, tới nay luôn. Quýnh hoài luôn, không thấy dính gì, dính sóc không. Rồi, cái này hụt nữa rồi các bạn. Rút nó đi là đúng rồi. Cử rồi, dính con sóc, cử này hụt mà. À, mình dời nó luôn, đi luôn, điểm mới luôn các bạn ơi. Chuối còn luôn. Rồi, tiếp tục mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái này cử rồi nó hụt mà. Cái này nó nghịch đường quá rồi các bạn. Hôm nay mình chắc mình rút nó luôn. Có một mình nó ở đây lẻ loi, đi xa quá xa. Giờ nay không có mang cái bẫy xe cua nào vô hết trơn. Quyết định lấy nó ra đi nơi khác luôn các bạn ơi. Giờ ra ngoài kia đánh cho nó dễ thăm. Hình như sập rồi các bạn ơi, phải không? Đúng rồi, sập rồi. Con gì đây? Trời ơi, trong lỏng rồi các bạn, nước lá cây đợp đợp lên đầu mà. Con sóc rồi các bạn ơi, thiệt lắm rồi. Ngày này rút nó luôn là đúng rồi. Trời ơi, nó bự. Con này nữa là con thứ ba rồi các bạn. Hồi nãy con thứ hai mình quên quên nói. Con này con thứ ba rồi các bạn. Con sóc thứ ba nè. Quá trời đã luôn. Đây, để em chỉnh cái máy cho ngay rồi. Ở đây nó hơi tối nha các bạn. Hôm mình giờ cái bẫy này đi ra ngoài đánh luôn các bạn ơi. Tiếp tục đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này cứ rồi nó cũng hụt luôn rồi các bạn. Đi mình mang theo đồ này luôn các bạn. Vỏ rồi bẫy xì cua đồ, chuối đồ sẵn luôn các bạn ơi. Hình như là sập hay gì đó các bạn. Thấy không? Đúng rồi, sập rồi. Coi vô rồi các bạn, vô rồi, vô rồi. Thấy cái đầu luôn rồi các bạn. Con trồn đầu tiên luôn các bạn. Bự không đây? Rồi bự rồi các bạn. Con trồn đầu tiên của ngày hôm nay nè các bạn. Tại vì mình đi đằng kia lại, thấy luôn có cái đầu mỏ ra không các bạn. Trời ơi, coi đào đất nha. Con này bự nha các bạn. Ngoài ký rồi. Con nó nhìn mình kìa. Em này chắc mới vô các bạn.
Bữa vô nó còn giữ hung nha các bạn. Hiện trường dính con tròn là vậy nha. Đất mềm các bạn coi cái đầu nè ha. Đó. Chung quanh cái rẫy nha. Cái này nó mới hông nữa nè. Đất cát vậy. Rồi con này ngoài ký rồi các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn. Quá đẹp. Em đầu tiên của ngày hôm nay. Vậy vậy nha các bạn. Mình muốn đặt lại ha. Sửa cái nền lại. Để em quay cái. Đó. Sửa lại vậy. Cho nó bằng lại. Đặt cái bẫy cho nó im nha các bạn. Đó rồi. Mình đặt cái bẫy phụ vô cái này mình đi. Em nó ra ngoài mình bắt. Rồi đi hâm tiếp nha các bạn. Con này chắc cỡ nó có đất cho nên mình đón không nổi các bạn ơi. Vũ bớt đất rồi nè. Con này nó phải ngoài ký các bạn. Đón này không lầm mày chắc nó phải 1,2 kg nha các bạn. Tuyệt vời các bạn. Quá đẹp. Con này đuôi không dài các bạn. Cục. Rồi mình đem ra ngoài trống mình bắt rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi mình đem em nó lại đây trống á. Mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Giờ đem ra trống nó giữ rồi các bạn. Con này giữ rồi các bạn. Mình nãy đói có khoảng 1,2 kg nhưng con này chừng 1,1 kg rồi các bạn. Ở bên kia người ta đang làm cái kinh nữa các bạn. Cho nên nó hay nước á. Đó. Ầm ầm á các bạn thông cảm nha. Mình ra đây giữ rồi. Con này 1,1 kg, 1,2 kg các bạn ơi. Tuyệt vời rồi. Một hai cái bắt nó ra đi tiếp các bạn. Ây da, gãy cây. Đó, giữ nha các bạn. Con này mình đón nó 1,2 kg là lầm mà nghe các bạn. Giờ hết đất rồi, con này chừng khoảng 1,1 kg các bạn ơi. Đẹp, quá đẹp các bạn ơi. Thầm móc kinh nữa các bạn. Rồi, mình cho em nó ra cái gì. Mình đi tiếp nữa các bạn. Lấy tấm hình coi. Con đầu tiên khoa hơi phe hơi lâu các bạn. 1,1 kg. Tuyệt vời các bạn. Cả nhà và các bạn đang xem video cho mình xin một like các bạn ơi. Ghê không? Ra túi để giữ các bạn. Ờ, ra cắm nó giữ. Nhào cắn mình này. Ghê. Hùng. Để thử coi. Con này cỡ 1,1 kg đủ loại rồi nha các bạn. Không nặng lắm đâu. Thì hết đất rồi mình cầm nó. Đón nó chính xác, nó có phần chính xác hơn nha các bạn. Rồi mình buộc miệng lại rồi đi tiếp nha. Xin mời các bạn đi hâm bẫy tiếp cùng mình ha. Tiếp tục theo cái khe này là mình khe suối này, suối cạn nha các bạn, cặp với cái bì rừng luôn. Ở đây là mình có 2 cái liên tiếp luôn các bạn. Bắt bên đây trồng cao su nè các bạn. Bên đây là rừng nha các bạn. Bên kia người ta khai nước các bạn, đùng mầm các bạn, máy móc xúc chuẩn bị cho mùa mưa để nó không có bị ngập lụt các bạn. Ta khai nước ra cái đầu tiên này nè các bạn. Cái này cứ rồi hụt nè, rồi cứ này hụt luôn, và cái này rút luôn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ cho một cuộc di dời bẫy nha các bạn. Để thông hơi thăm riết nó không có mệt mỏi rồi các bạn. À, chuối còn luôn. Tiếp tục xuống đầu dưới này cái thứ hai đó các bạn. Cái bẫy này cái bẫy khổng lồ nha các bạn. Cũng không khổng, không lớn lắm, vừa. Cái bẫy này đặt màu chuột.
cái bẫy cử rồi mình tăng cường hai cái đó. Mình đặt đây một cái nè. Ở trong giữa cái bụi tre luôn nha các bạn. Để lên tới nơi để mình phải mang vỏ, mang đồ nghề theo sẵn luôn đó các bạn. Để thôi dính một cái đi ngược ra cỡ gần một cây số là chết luôn. Giờ người đâu của đó các bạn ơi. Trong bụi tre này nè các bạn. Ở trên kia là rừng nha các bạn. Đây, ở trên đây là rừng nha. Đó, mình đánh ở dưới cái chân đò chân này đó. Cứ vô đường nào quên rồi các bạn ơi. Chui hình như vô đây nè. Đúng rồi, đây đây nè. Bữa mình đi tới đây mình gặp hai cái anh đi quấn gà rừng. Anh hỏi mình có nghe gà gáy không, mình nói không. Thiệt mà ở khu này mình không nghe gà gáy, mà bên kia gà có gà rừng gáy các bạn. Nghề ai làm đấy ăn, mấy tài đó là dân chiên đánh gà rừng, người ta cũng không có phá đâu nha các bạn. Mạnh nay làm mới kiếm ăn các bạn ơi. Đâu rồi? Rút ở trong kia đúng rồi. Rồi, phục rồi các bạn. Lắc ở giữa bụi tre luôn nha các bạn. Hơi khó đi nha. Phải chui vô chỗ này một cái. Cây nó quẹt nghe rớp rớp gột gột. Cái bẫy này cái bẫy chung thôi các bạn ơi, cũng không phải lớn lắm. Đánh một chuột luôn, chuột sao còn nữa các bạn. Đó, ở sao còn ngồi im á. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi, tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái bẫy này dính rất nhiều sắt luôn các bạn. 4 con hay là 5 con gì rồi. Tới nay em vẫn còn đánh nha các bạn. Đi xuống cái dốc các bạn này. Bên kia là rừng nữa nha các bạn. Rồi, cử này chết rồi các bạn ơi. Trong lỏng rồi. Ngay đây mình bắt rất nhiều sóc rồi. Hôm nay nó không chạy nữa. Đây, em ở đây. Còn nhiều luôn. Chuối đâu còn nữa các bạn. Rồi, mình đi hâm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái này thử rồi nó dính con sóc. Mình mang theo cái bẫy xì cua luôn các bạn.
mình phải xuống xuống cái bực này nha các bạn. Rồi, hụt rồi các bạn ơi. Chuối còn này. Đây. Còn nguyên chuối luôn. Rồi, mình coi chỉnh sửa rồi để mình đi hâm cái khác nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái này cứ rồi nó cũng hụt luôn. Mang theo cái bẫy sư cua luôn cả nhà ơi. Ngày đây mình dính một con rồi, từ hôm nay nó ngưng lại các bạn, không dính nữa. Mà cái khu này nó lớn quá cho nên nó đánh nó hơi khó cả nhà. Quá lớn. Nó nhỏ nhỏ, nó hẹp hẹp thì quýnh còn dễ dễ ăn. Còn nó lớn như thế này quýnh bị nó đi tứ nơi, động chỗ này nó chạy chỗ kia, nó bể cái nó đi á các bạn, khó chơi lắm. Rồi hụt nữa rồi cả nhà, hết sức là ngon luôn, hết sức là im luôn. Dính cái một con một luôn. Ây da, ây da, chậm chậm chậm. Mà mình không hiểu cái con gì luôn nha các bạn. Mình chỉ nghi ngờ là có con vật lớn thôi. Chuối còn luôn nè các bạn. Toàn bộ chuối xả bên ngoài của mình nó ăn không còn cái vỏ luôn các bạn. Không hiểu nổi luôn. Mà tầng 7 nó lại không vô. Con này nó bể dữ lắm mà hay sao các bạn. Rồi tiếp tục xuống đầu dưới mình thăm cái bẫy lớn khổng lồ nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái bẫy khổng lồ nha các bạn. Mình mang theo chuối với túi lưới luôn các bạn ơi. Xuống mà nó dính con vật gì nhỏ hay gì mình bắt luôn dưới luôn chứ. Đi ngược nó lên cái là hơi bị đuối nha các bạn. Ở bên kia là rừng nha các bạn. Đây mình đánh cặp bị rừng thôi chứ mình chưa có vô rừng nha các bạn. Sát rừng rồi. Làm con khổng lồ nữa cho nó tuyệt vời cái ăn các bạn. Cử rồi nó hụt nha các bạn. Cử đầu thì nó dính con sắp. Cử rồi nó hụt, để coi cử này nó dính con gì. Hay là hụt nữa. Trời ơi, hình như là hụt nữa hay gì các bạn ơi. Sao không thấy gì trơn trời. Không thấy gì là lạ.
Trời ơi, rồi hụt rồi các bạn ơi, lắc rồi kỳ hết trời. Hụt chứ không có gì kỳ hết. Rồi, cái này có con vật nhỏ nó ngồi ngoài ăn hết chuối nè các bạn. Cái chuối xả mình ngoài nè, ăn hết trơn rồi. Vậy là sắp rồi các bạn ơi. Chuối treo bên trong còn, với trái chuối để nằm dưới còn. Rồi mình chỉnh sửa lại rồi đi hầm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Ở đây cái này bẫy này mình đánh dính hai con rồi các bạn. Cử rồi nó dính con đầu tiên ở đây. Để coi cử này nó có nó không nha các bạn. Điều ở đây nó hơi khó đi các bạn đây. Ngày này nó nắng quá, nắng mà mình đánh bỏ thì uống các bạn. Nó dính hai con rồi mình không đi, không có, không dời cái bẫy này đi được. Vì ngay đây rất ngon nha các bạn. Mình nghĩ nó còn nữa, dời đi nó uổng. Nắng lắm các bạn ơi. Chỉ có mấy cái cây nhỏ nhỏ vậy thôi. Rồi. Ủa, cử này sao như hết chuối hay vậy trời. Còn rồi hụt rồi các bạn ơi. Hồi tưởng đâu nó hết chuối chứ, mang cái bẫy xì cua theo luôn. Cuối cùng không sập các bạn. Còn nguyên luôn. Đây, cái bẫy đây. Chuối còn luôn cả nhà. Rồi còn chỉnh sửa mình đặt lại nha các bạn. Ngay đây dính hai con rồi mà cái đường nó đi các bạn. Cái đường nó đi một đường mòn, đi từ bển qua ha. Rồi mình đi hầm cái khác nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cử rồi cái này nó sập mà không dính nữa các bạn. Mình mang cái bẫy xe cua thôi luôn các bạn, để chuối đồ sẵn luôn. Cử rồi nó sập mà không dính. Ủa, không sập nữa hay gì ta? Hai sập mà không dính nữa trời. Kỳ trời. Trời ơi, cái bẫy này lạ thiệt các bạn. Tiếp tục sập nữa nó không dính nữa. Kỳ trời. Lạ ta. Đây. Kỳ trời. Không hiểu nổi luôn mà nó cào chuối các bạn coi này. Ôi ôi, không lẽ cái con này nó khôn dữ rồi trời, coi nè nó làm lúng một lỗ vậy luôn nè các bạn. Ôi đó coi, nó ngồi ngoài nó cào sập bẫy luôn mà nó không vô các bạn coi kìa. Ôi ôi, nó mét một lỗ rồi. Để mình nghiên cứu mình đánh cái con này nha các bạn, chịu khó dời một chút xíu rồi chắc mới ăn được nó các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái bẫy lớn đó các bạn. Cái bẫy lớn cử lòi mình dính con sóc bông đó các bạn. Ây da, hơi khó đi các bạn ơi.
mình mang theo cái vỏ luôn nè các bạn, chuối rồi luôn để nó dính cái mình xử lý luôn, để thôi khỏi mất công đi lên đi xuống các bạn ơi. Rồi sập nữa rồi các bạn ơi, cái bẫy nằm bên trong cái kẽ mình nhìn qua nó sập rồi. Sao thấy nó im ru rồi các bạn, con gì vậy ta? Con chuột hay con gì á các bạn, ui kỳ vậy trời, im ru quá trời. Rồi chết quá rồi các bạn ơi, con chuột rừng các bạn ui. Ừ rồi tưởng đâu con gì dữ lắm, từ xa mừng muốn chết luôn, cái bẫy khổng lồ vậy dính con chuột rừng. Thấy mê không các bạn, coi toàn bộ chuối mình để ở ngoài nó không còn cái vỏ luôn nữa các bạn, lạ không. Rồi để mình đánh cái bẫy này lại đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở trong cái dòng suối này mình có cái bẫy lớn đó các bạn, cử rồi là mình cử trước mình chết chuột, cử rồi mình mới hai chuột nó vô các bạn. Cử này coi nó có sạch không các bạn, ngày này nó khóa bẫy mình một lần mà chưa dính luôn các bạn. Dời qua dời lại, cử rồi mình mới dời tới lại, đánh lại cái thế cũ mà hồi lúc nó phá mình đó. Này nó sập không, sập rồi các bạn, phải không? Đúng rồi. Ủa sập rồi sao không thấy con gì trơn trời, chết rồi chết rồi, kỳ vậy ta. Lạ vậy ta, khóa bẫy một lần rồi, cứ rồi mới vô chuột lại rồi tính lại sập một con gì vậy trời. Trời ơi rồi con chim nó vô nữa, khóa bẫy mình, trời ơi giết chết chuột mình luôn rồi các bạn, kiến nó giết chết chuột mình nữa, đau hương thiệt. Và thôi mình bỏ y đi luôn nha các bạn, cho nó cử sau rồi mình đem chuột heo mình đặt rồi mình xử lý nó sau các bạn ơi, giờ mình không có đem chuột mồi các bạn ơi, bỏ đi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn, cái bẫy này cử rồi xảy, ủa lộn, cử rồi nó hụt đó các bạn, mình đánh mình dính mấy con này rồi cái mấy hai con trộn này rồi cái mình bị nó phá bẫy giết mình dời lên kia một chút đó các bạn. Nay có không? Ở đây nó hơi rộng các bạn ơi. Rồi sập rồi các bạn. Ôi rồi con sập rồi các bạn ơi. Chỗ này nó bị nó phá đi các bạn, dính là nó phá đi rồi, bây giờ ở đây dính sao nữa rồi. Rồi mình bắt em nó ra rồi đi tiếp nha các bạn, con sóc thứ tư của ngày hôm nay rồi các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn, cái này cử rồi nó hụt các bạn ơi, mang bảy thi cua rồi theo luôn. Cái cử nào nó có không? Hụt nữa
chỗ im về mà không có trời. Lạ thiệt chứ. Còn luôn luôn nữa nha. Rồi, mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở trong cái vườn chuối này mình có một cái á các bạn. Cái này cử rồi mình dính con nữa các bạn. Cử rồi mình dính con thứ hai ở đây các bạn. Mình mang cái bẫy cua hơi luôn các bạn ơi. Coi thử coi đợt này cử này nó có dính không nha các bạn. Rồi hụt lắc rồi các bạn ơi. Chết rồi. Chút quốc. Dướng cây mình không vô được các bạn ơi. Đây còn nguyên luôn. Chuối lứa rồi còn nguyên luôn rồi các bạn. Rồi, mình đi hầm cái khác nha các bạn. Tiếp tục ở dưới đây mình có hai cái đó các bạn. Cái bẫy lớn và cái bẫy nhỏ. Hôm nay là mình thăm nó là hai cái này là hai cái sau cùng nữa các bạn. Nhưng mà mình cử rồi mình có tăng cường thêm 4 cái mới, điểm mới nha các bạn. Mình thăm hai cái này. Rồi qua 24 cái chỗ mới nữa là hết 7 đó các bạn ơi. Hôm nay là chắc hết rồi quá. Mới có một con một. Hy vọng là 6 cái sau này vớt được em hàng khủng khủng cái khỏe nha các bạn. Mới được có 4 con sóc, một con tròn nữa các bạn. Ngay đây mình bắt được một con nữa. Cử rồi nó hụt đó các bạn. Để coi cử này có. Rồi cái bẫy nhỏ ngay chỗ này. Cái bẫy lớn ở dưới ở mé bình bụi tre bên kia các bạn. Rồi hụt nữa rồi các bạn ơi. Đây em ở đây. Chuối còn nguyên luôn. Ơ dạ, đụng. Ôi cái cây gốc cây các bạn. Rồi, còn hai trái chuối luôn. Rồi, mình qua cái bẫy lớn kia bên rồi có luôn các bạn. Xong rồi cái mình đi thăm. Đi thăm 4 cái bạn nhỏ nữa, điểm mới là hết luôn. Chỉnh cái máy lên các bạn ơi. Xuống đây làm con hàng khủng đây. Sống dậy liền nha các bạn. Khỏe liền. Nhìn vô cái kẻ này nữa kìa. Quay cái máy lại chút nha các bạn. Ây da, nó có lắc hay gì. Các bạn thông cảm nha. Xuống mà thấy cái bẫy mà chạy lằng xăng là ngon. Nhúc nhích là ngon nha các bạn. Thấy im nghe là chạy được xong. Rồi xong. Nhìn qua cái kẻ mình thấy nó im ghe rồi các bạn. Ui. Ủa sao cái cây mình nó kỳ vậy, mình nay sao nó quay tùm lum hết trơn kỳ vậy các bạn. Mát thì các bạn ơi. Hụt quốc rồi. Hụt của các bạn ơi. Rồi hụt luôn. Chuột bên trong còn luôn nha các bạn. Tối quá sợ các bạn sợ thấy rõ quá. Cái bẫy mình nghe các bạn. Rồi. Mình cho chuột nó ăn lúa rồi cái mình đi thăm 4 cái bẫy nhỏ nó hết rồi các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Mình còn có 3 cái chứ không phải là 4 cái các bạn ơi.
mình nhớ lộn, bữa đó mình đặt được có 3 cái điểm mới nè. Trong cái bụi tre này một cái nè các bạn. Đầu trên cái và về đằng kia một cái nữa là mà hết đó các bạn, mình nhớ lại rồi. Bữa mình đi về ngang ở chỗ đó mình để vô đó một cái đại. Thấy nó cũng được được, mình đặt đại vô rồi mình về các bạn. Còn cái chỗ này cũng im lắm nha các bạn. Thì nó có may mắn hơn rồi. Sập rồi các bạn. Rồi, hên này. Đúng may mắn luôn rồi các bạn. Giờ là chỗ này mới tuyệt vời nha các bạn. Mình mang heo cây. Bảy xe cua luôn. Vô mảnh rồi các bạn ơi. Em thứ hai của ngày hôm nay rồi. Bự đi. Khủng đi. Rồi khủng rồi. Bự rồi. Bự rồi các bạn. Tại từ xa mình nhìn thấy nó chặt lòng mà biết nó bự rồi các bạn. Quá mừng các bạn. Ủa nhờ ba cái điểm bữa mình dời ba cái mới nha các bạn. Hôm nay đánh điểm cũ không, con này khủng rồi các bạn ơi, con này lớn lắm. Trước giờ mình bắt nó ra mình quay kỹ cho các bạn xem nó dính con tròn là vậy nha. Nó sẽ đào đất vậy nha. Con này dữ các bạn. Thấy cái tay mình nó khè nè. Con này được kia rưỡi không đó. Rồi không được các bạn ơi. Con này cỡ tầm 1.3 kg các bạn. 1.3-1.4 kg tròn. Không biết có đất không á. Nếu không có đất là nặng dữ lắm nha các bạn. Con này phải từ 1.4 kg tròn tới lên. Đó các bạn coi nó dài nè bự nè. Bích lòng. Dài tuyệt vời. Rồi con này hung các bạn. Con này chắc mới vô hay gì còn dữ nữa. Rồi mình sửa cái nền lại. Mình đặt cái bẫy lại rồi mình đi đi lên đầu kia mình thăm hai cái nữa hết rồi các bạn. Trời hai cái sao làm cho hai con nữa cái thôi. Tự nhiên mình trúng nha các bạn. Tự nhiên mình trúng lại nha các bạn. Khỏe rồi nè. Vô mánh lại rồi nè. Rồi đem ra trống bắt các bạn ơi. Rồi mình đem em ra đây trống mình bắt ra rồi lên thăm hai cái nữa hết rồi các bạn. Quá tuyệt vời các bạn. Con này nó khoảng 1.4 kg tròn các bạn. Quá đã các bạn ơi. Vô còn ba cái sau cùng mình mới dời á. Quá hên các bạn. Rất là may mắn. Chuyến đi rừng này là mình tuyệt vời rồi các bạn. Dính con thứ hai là mình rất khoái các bạn, rất vui. Con này nó bự luôn các bạn. Lắp cái bàn đạp của cái bẫy mình lên nè. Con này không 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 hiền nha các bạn. Con này nó dữ. Nó cũng hơi sợ mình đó các bạn, bị mình xách nó lên cao á. Con này 1.4 kg tròn các bạn. Cỡ ký 1.4-1.3 kg tròn. Mấy con chuột có mấy con sóc nó cắn lộn với con chuột rừng của mình này các bạn. Nó sợ rồi. Đó, đẹp hay các bạn, để em lấy tấm hình các bạn. Để cái tấm hình là làm cái hình nền các bạn. Đây đây, dầm đây, dầm đây, dầm đây. Rồi, thôi bây giờ mình bắt ra luôn rồi đi thăm cái khác các bạn ơi. Để thôi nó mất thời gian các bạn xem nha. Tranh thủ các bạn. Rồi con này bự mình lấy cái túi mới mình đựng luôn các bạn ơi. Túi này túi mới nè, bữa mình lấy hai cái túi mới mình chưa có sử dụng. Đợi dính trồng lớn rồi mình bắt túi mới cho nó. Đầu này. Con này nặng các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Con này dữ nha các bạn, nó cắn á. Nó cạch cạch nãy giờ. Rồi. Ok rồi các bạn ơi. Để mình coi đây, dây đây. Rồi, mình buộc cái miệng bao lại rồi mình trồng thêm một cái túi nữa nghe các bạn, để nó xé ra nó đi á. Thì qua hâm hai cái nữa rồi cái hồi nữa mình cân riêng cái con này thử coi nó được bao nhiêu nghe các bạn. Ký 3 ký 4 gì không nghe các bạn. Nhiều khi mình đón lầm rồi cái giống như con hổm á. Con hổm đón ký 4 là hoàn cân cân lên nó có yếu ký 3 các bạn. Rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái bẫy này là còn còn cái nữa là hết rồi các bạn. Cái này cái nữa hết rồi. Ủa phải đâu, phải đây không trời. Nhớ bữa mình vô đây mà ta. Ủa. Nhớ mình đi vô đây sao giờ nãy là quất cả trời.
kia ta. À đằng đây, đằng đây, đằng đây. Lộn các bạn ơi, đằng đây. Mang cái bẫy xì cua thôi luôn các bạn ơi. Ờ à, đúng rồi thầy. Nó dướng dây các bạn ơi. Ở đây nó nắng quá mình đem xuống cái đường mương này mình đánh nha các bạn. Giờ mình chui qua thử coi nó. Từ từ mình chỉnh cái máy qua trước nha các bạn. Đi qua sau. Trời ơi, chết quớt rồi các bạn ơi. Dướng dây mình không có đi được. Hụt rồi các bạn. Chỗ im ghê luôn. Chỗ lửa, chỗ mát mình đánh luôn. À, còn nguyên luôn rồi các bạn. Rồi, mình qua hâm một cái nữa là hết rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Hôm nay là mình dính được con nữa, mới vừa rồi nữa là mình khỏe rồi các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái là sau cùng đó các bạn. Hồi bữa mình về tới đây mình đặt lại đây một cái nè các bạn. Mình không nhớ ở khúc nào luôn các bạn. Mình thấy ở đây nó rất là ngon, mình đem mình đặt đại vô. Rồi cái mình về đó các bạn. Cái này là cái đồi người ta đang trồng cây ăn trái nha các bạn. Mình nhớ đâu đây nè. Đi về tới đây mình thấy nó ngon quá, mình nhảy đại xuống đây mình quýnh. Chỗ này phải không ta? Hay có cái dấu mình xuống sao không thấy cái bẫy trời. Kì ta. Ủa? Nó giống mình xuống đây sao? Sao anh thấy cái bẫy trời? Như cái bẫy mình đâu ta? Rồi. Cái bẫy mình đi bụi rồi các bạn. Bẫy mình đặt ngay đây nè. Phải không ta? Thấy có cái dấu mình dạch đó, để mình đi tới một chút nữa rồi nghe các bạn. Tới chút nữa rồi. Có phải không đấy thôi? Ờ không phải, không phải. Khó lầm nha các bạn. Đằng đây, đằng đây. Lộn, lộn, lộn. Lộn tím. Trời ơi. Thuốc đằng đây chứ không phải đằng đó. Đúng rồi. Trời ơi, vô rồi các bạn, vô rồi. Sập rồi các bạn. Cái bẫy sau cùng luôn các bạn ơi. Vô mảnh nè. Giờ chót nha các bạn. Trúng giờ chót nha các bạn. Để mình tụt xuống đây nha, tại ngay dưới cái đường mương nữa các bạn. Sâu lúc dưới nha, mình phải nhảy xuống đây nè các bạn. Vô mảnh này, nó có lắc thì các bạn thông cảm nha. Đó. Mình mới nhảy xuống đó các bạn. Rồi. Bự luôn đi, lớn luôn đi. Hàng khủng luôn đi. Mình thấy về tới đây mình thấy cái chỗ quá im mà. Đem cái bẫy mình nhét lại đây lụm liền nữa các bạn. Rồi bự rồi các bạn. Rồi, hôm nay vô mánh rồi các bạn. Mình dằn đá nè ha. Rồi đào xung quanh nè. Đó. Táp nè. Ôi ôi khủng rồi. Con này lớn rồi các bạn ơi. Trời ơi con này ký rưỡi rồi các bạn ơi. Ôi giờ chót. Ký rưỡi không? Hay là đất nặng dữ lắm. Ôi. Nó lắc các bạn không cảm nha. Tại vì nó bị gai đồ các bạn, mừng quá các bạn. Trời ơi, cái đầu trần dần. Nó chạy chân rồi các bạn. Con này mình nói 1,5 kg rồi các bạn ơi. Đất qua đất. Kỳ tư. Rồi xong rồi mình đem lên trên bắt xong cái mình kết thúc video ngày hôm nay luôn. Cho các bạn xem cái thành quả cái mình cần mấy con trồn này, này cái mình về các bạn. Con thứ ba luôn nè các bạn. Sau cùng ha, lụm ha. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Rồi mình đặt cái bẫy phụ vô cái gì à. Mình ra mình kết thúc các bạn ơi.
Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi. Mình đem em nó lại đây nè, tấm mình bắt ra cái mình kết thúc video ngày hôm nay cho các bạn xem cái thành quả, cái mình về luôn, mình sẵn sẵn ra rồi các bạn. Thì con này nó cái sau cùng nó dính nè các bạn. Nó cũng đừ lắm rồi các bạn. Mình thấy cái tấm hình nha các bạn. Mình khác nước. Chứ nãy giờ nó quậy cái mỏ nó chạy trơn các bạn ơi. Quá khủng các bạn. Con này 1,4 kg, 1,5 kg nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Em sau cùng hết hồn luôn, quá đã các bạn ơi. Quá phê. Chuyến đi rừng thăm bẫy của mình vậy là quá tuyệt vời các bạn, hạnh phúc rồi các bạn ơi. Anh thủ mình bắt ra. Rồi mình về. Đem hai cái bẫy này về luôn các bạn ơi. Thì cử sau mình thăm 30 cái nha các bạn, cử này mình thăm 31 mà mình đem hồi sáng đem theo một cái xe cua. Giờ mình rút thêm cái về nó bị trộn cắn hư rồi, chút nữa mình cho các bạn coi bị cái con hồi nãy dính trước đó, nó bị cắn bung hết một mối rồi các bạn ơi. Được rồi, em này được rồi, hát nước dữ tận rồi. Xong cái mình kết thúc xong mình đem mình cho nó uống nước hết rồi mình về, chứ để thôi nó bị đi đường dài là về là nó bị khát nước nó chết đó các bạn. Cái đợt mình mua cái lưới này nó bị dở nha các bạn, cắn bung rồi nè các bạn, ghê lắm, tròn bự bự mà cỡ ký mấy là nó cắn các bạn coi nè. Phải mua cái lưới loại mà 80.000 một mét đó các bạn xài mới được. Còn như cái này là mình bọc hai lớp nữa các bạn, lưới dở này mình bọc hai lớp cực lắm các bạn ơi. Về mình phải bọc lại hai cái bẫy đem về cử sau 20-30 cái các bạn, một con chuột với 4 con sóc đất các bạn, nó trốn trong này các bạn ơi. Hôm nay mình có được có 4 con sóc với con chuột với 3 con tròn các bạn. Một con trời ngã luôn rồi các bạn ơi, nó xỉu luôn rồi, giết mình đi cho nó uống nước các bạn. Hai con, ba con các bạn, quá đẹp các bạn. Chuyến đi rừng vậy là thành quả vậy là quá quá hạnh phúc rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời. Ba đứa là quá ok rồi cả nhà ơi. Em lấy tấm hình cái các bạn, quá đẹp các bạn ơi. Rồi, cần đại lượt luôn rồi, về các bạn cho nó uống nước cái gì vậy, chứ đây hồi nó mệt nha các bạn. Rồi 4 con số 0 nha cả nhà, cái máy cũng muốn con sắp muốn hết pin rồi hay gì các bạn ơi. Con nào nãy giờ nó khát nước nó đùi lắm rồi cả nhà. Rồi, rồi 4 kg chẳng luôn. 4 kg chẳng luôn là trừ ra 150 g. Trừ ra 200 g luôn đi các bạn. 400 ha. Mình trừ ra bị mình xài cái điện thoại thì nhiều khi nó không biết nó ngược hay xuôi nha các bạn, nhưng mình để gì vậy, mình để vậy thì mình thấy xuôi nhưng mà bên kia cái mình chạy ngược á. Rồi mình để vậy dễ dễ ha các bạn. Ba cái túi lưới này nó 150 g, nhưng mà mình trừ ra 2 lạng luôn đi các bạn ơi, là còn lại là 3,8 kg tròn các bạn. Quá tuyệt vời các bạn, chuyến đi rừng vậy là mình hạnh phúc rồi các bạn ơi. Chương trình mình thăm bẫy tròn thì đến đây thì cũng xin kết thúc ha. Cuối video cho mình gửi lời kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Thanh Võ chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Võ xin chào. Xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.